Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Trần Phú chào đón hơn 785 học sinh lớp 10 nhập học. Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí sôi động vui tươi. Những năm học qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, tạo sự chuyển biến căn bản toàn diện chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 50,63%, độ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Học sinh nhà trường cũng đã đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, kỳ thi Olympic tin học khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nhà trường đã tích cực tham gia đầy đủ trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội nhân đạo tại địa phương. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Trần Phú xác định là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Năm nay là năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với nhiều cái tổ hợp lựa chọn của học sinh thì nhà trường là đáp ứng hầu như tất cả các nguyện vọng của học sinh để cho các em định hướng cái tương lai sau này của các em. Và nhà trường là sẽ tổ chức là thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố và cho học sinh tham gia kỳ thi, tiếp tục tham gia kỳ thi Olympic 30 tháng 4 truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Trần Phú quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới. Các em học sinh không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo trong quá trình học tập.